Thưa quý vị, còn khoảng 3 tuần nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đây là kỳ thi lớn nhằm hai mục đích: lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ cho các trường đại học cao đẳng xét tuyển sinh. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục giao quyền chịu trách nhiệm toàn bộ kỳ thi cho Ủy ban Nhân dân các địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai rốt ráo. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Nguyễn Ngọc Trung, trưởng phòng quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có điểm gì mới và khác biệt so với kỳ thi của năm 2023? Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã sớm ban hành thông tư sửa đổi quy chế thi. Cụ thể có một số điểm mới, đó là quy định rõ môn thi trong quy chế và quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong khi đăng ký dự thi và tham gia kỳ thi. Đó là trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin về tài khoản mật khẩu của thí sinh, trách nhiệm của thí sinh trong việc đăng ký dự thi. Đối với thí sinh dự thi ở dạng tự do thì quy chế đưa ra các em chỉ được đăng ký một tổ hợp môn thi. Và về kỹ thuật coi thi thì đối với bài thi tổ hợp thì sẽ có phòng chờ riêng. Thứ hai là quy chế năm nay quy định rõ vật dụng thí sinh mang vào phòng thi và những vật dụng thí sinh cấm mang vào phòng thi, như là cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí chất gây nổ, thiết bị chứa thông tin truyền phát thu phát sóng. Một điểm nữa là năm nay Bộ Giáo dục tăng thêm 5 loại chứng chỉ để các em được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Vâng, xin ông cho biết cụ thể về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh mình sắp tới sẽ như thế nào ạ? Năm nay về các điểm thi chúng ta cơ bản giữ ổn định như năm 2023. Toàn tỉnh dự kiến có 24 điểm thi đặt tại 8 huyện thị thành phố. Các điểm thi đặt ở các vị trí thuận lợi nhằm giúp học sinh thuận lợi nhất trong việc di chuyển và tham gia dự thi đầy đủ. Riêng Côn Đảo, chúng tôi cũng có bố trí một điểm thi và công tác chuẩn bị. Các điểm thi dự phòng cũng đã được đính đến và chúng tôi cũng đã chủ động được Công an tỉnh, được Sở Y tế, được Điện lực xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn. Và tất cả các khâu còn lại trong quá trình thực hiện bây giờ cho đến ngày thi, chúng tôi tiếp tục rà soát và sẽ cử các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi để bảo đảm công tác chuẩn bị được tiến hành tốt nhất. Về phía lực lượng tham gia thì năm nay dự kiến điều động khoảng 1.400 cán bộ giáo viên tham gia coi thi và huy động lực lượng bên ngoài, cụ thể như công an tỉnh khoảng gần 80 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác cử cán bộ tham gia tập huấn ở phía Bộ Dục, và về Sở Dục chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn quy chế thi đến toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đến toàn thể lãnh đạo thư ký các điểm thi để nhằm thực hiện tốt cái quy chế thi. Và năm nay mục tiêu của tỉnh là chúng ta quán triệt không có thí sinh vi phạm quy chế bị hủy kết quả. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẻ và cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra vào các ngày 27-28 tháng 6 năm 2024. Tổng số các em đăng ký dự thi tốt nghiệp năm nay của tỉnh là 12.686 em, trong đó có 11.820 học sinh trung học phổ thông và 866 học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong các thí sinh này, có 1.746 em có chứng chỉ các loại ngoại ngữ được đề nghị miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định, quy trình, đạt kết quả cao, ngoài việc đã hoàn tất việc ôn thi cho các em học sinh lớp 12, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi này đã được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị chu đáo. Toàn tỉnh có 24 điểm thi chính và 8 điểm thi dự phòng đặt tại các trường trung học phổ thông đủ điều kiện với khoảng 544 phòng thi. Với sự chuẩn bị chu đáo này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.